Ok mấy bạn, thì hôm nay mình sẽ bày cho mấy bạn một cái thủ thuật để mấy bạn làm với lại affiliate ha. Thì cái thủ thuật này mấy bạn có thể làm với bất cứ cái niche nào cũng được ha. Rồi ok, thì chúng ta sẽ vô, mình giới thiệu cho mấy bạn cho nó dễ hiểu nha. Rồi cái này nó rất là đơn giản luôn. Rồi ok. Mấy bạn vô trong cái website là Medium blog cho mình nha, và mấy bạn bấm cho mình là vô trong cái trang chủ của nó. Rồi ok. Rồi mấy bạn chọn cho mình nó rất là nhiều luôn. Thì trong đây nó có những cái niche như là về cuộc sống và phát triển cá nhân, và ở công việc nè, đây là về sức khỏe, đây là về chất lượng tiến độ marketing, những mối quan hệ, cái đây là và tâm trí ha, leadership rất là ok. Đây là một cái niche mà ở cái thời điểm 2023 thì mình thấy rất là nhiều, là tại vì có rất là nhiều người mở kinh doanh offline hay online gì đó. Nhưng mà cái nick này rất là ok, tí nữa mình sẽ bày cho mấy bạn cách để mấy bạn làm ha. Về công nghệ, software, development, media rất là nhiều luôn. Nó khá là nhiều luôn. Rồi, thì cái này á là mấy bạn sẽ bây giờ mình chọn cho mình đó là cái leadership coaching đi ha. Là huấn luyện leadership đi. Rồi ok. Thì mấy bạn sẽ coi cái chỗ này có cái bộ lọc ở đây nè, là nó có những cái nào mà nó đang lên nha. Rồi cuối cùng nhất nè và hay nhất nè, vừa post nè. Đó, thì mấy bạn có thể là tự viết cũng được. Để mấy bạn chèn cái link affiliate vô ha. Mấy bạn có thể dùng bên chat GPT cũng được. Thì ở thời điểm hiện tại thì mình và với cái tiêu chí là mình làm cho những cái người gọi là không có cái gì trong tay á, thì mấy bạn vẫn có thể làm được nha. Rồi mời mấy bạn vô trong mình là paste, rồi 5 phút đây, mấy bạn bấm vô cho mình ha. Rồi mấy bạn rất là dài luôn, cứ như vậy. Thì cái việc của mấy bạn làm á là mấy bạn sẽ gõ như thế này nè, mấy bạn sẽ coi những cái bài nó như thế này ha. Rồi ok. Thì cái này rất là nhiều, thì mấy bạn có thể chỉnh lại, mấy bạn xem top highlight ha. Đây, mấy bạn có thể là thì bây giờ là mình sẽ làm hết luôn cho nó dễ, để cho mấy bạn dễ hiểu ha. Cái nhiều khi là mấy bạn của mình là anh làm anh nói cái hướng đó mà anh không có cầm tay chỉ việc, nhưng mà cái thực chất á là mấy bạn phải hiểu cái cốt lõi, để phải có cái ba em làm đó. Rồi cái việc mà hình thức và kỹ thuật á, nó chỉ là cái bề ngoài thôi, quan trọng là bạn bạn làm gì á. Chứ những cái bạn mới hay 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 comment làm video mà không có tâm hay là sơ sài đó, thì mình cũng thật ra thì mình cũng tới tuổi là mình không có, đây nè, mình không có quan tâm mấy đâu, ai hiểu thì hiểu thôi. Rồi ok, cái này nó mấy bạn thấy không, đó là người ta làm ở bên cái dạng mà sign up để mà mời gọi này, nhưng mà hiện tại thì mình không có làm bên cái mảng gọi là sign up ở bên Medium để mà làm ha. Thì mình sẽ hiện tại là mình có một cái bài như thế này nha, mà mấy bạn bấm cho mình là Ctrl C Ctrl A trước, Ctrl A nè, bấm Ctrl C và mấy bạn vô trong cái web là Spinpot ha, là nó được tối đa là 10.000. Thì cái này là mình sẽ được là ok. Thì hiện tại là work, từ đó mình coi nó cái work count của cái bài post này là bao nhiêu ha, work counter coi nó là bao nhiêu để cho nó rất là dễ. Ok, khoảng là 11.000. Ok, 11.000 á, mấy cái phần ví dụ như là đây, để mình sẽ show cho mấy bạn coi. Ví dụ như 11.000 nha, như 11.000
2.000 won. Đây 10.000, 2.000. Thì mấy bạn sẽ coi cái highlight của nó. Thì bạn dừng ở đây để cắt đoạn ra để cho mình làm cho nó tiện ha. Rồi. Các bạn bấm vô. À nó hiện welcome cái nó đang viết lại nha mấy bạn. Kiểu như vậy ha. Đó nó rất là ok. Thì cái này nếu như mà mấy bạn có thể làm thêm hoặc là mấy bạn có thể chọn những cái topic nào nó để coi chat GPT nó có viết được hay không nha, từ từ. Thì có rất là nhiều cái phần mềm, ví dụ như á, là ví dụ như cái bài lúc nãy á, mình đưa cho mấy bạn xem á, thì nó khá là dài ha, kiểu như vậy. Thì mình sẽ demo cho mấy bạn thôi để mấy bạn hiểu. Có nghĩa là mình sẽ đi repin repin rewrite lại cái rewrite write me coi đây là hình như là tới 11.000 phải không ta? 11.000 nó khá là dài nha. Thì mình sẽ chọn cái bài nào nó ngắn ngắn thôi để mấy bạn có thể làm cho nó ok hơn ha. Để mình demo thì cái đây là cái phương thức để mình bày cho mấy bạn. Cho nên là nếu mà dài quá thì mình kiếm cái bài nào ngắn ngắn để mình demo cho mấy bạn xem, rồi cái cách để mà đi link nó như thế nào. Kiểu như vậy. Bạn bấm vô cho mình para leadership, mấy bạn bấm vô bất kỳ luôn, see more topic đi. Mình lấy cái bài này nó ngắn ngắn một tí xíu nha, vì nó dài quá. Dating divide friendship là marriage nè, cái đây là về hôn nhân ha. Hôn nhân thì cũng vậy luôn, 10 giây mean to be. Ok, cái bài này là cái bài tâm sự rất là ok luôn. Ok, bài này rất là chuẩn luôn này. Mình sẽ làm bài này ha. Ok. Đó là ok. Thì mấy cái hình á là mấy bạn lên ở trên Pixel mấy bạn lấy nha. Tại vì cái này nó lấy cái hình này giống giống children with dad rồi cái home toy hay là home kitchen rồi gì nè, đó thì mấy bạn bỏ vô không có vấn đề hết. Mình nghĩ là nó không khó. Ok. À advanced nãy quên mất, tại vì mình không có xài cái này nhiều, mình xài bên ChatGPT để làm cái ý tưởng là ok cái này được basic spin. Mấy bạn coi nè. Mấy bạn coi nó chạy nè. Đó ok. Nó chạy là nó hơn được là 3.700 ha, kiểu như vậy. Ok. Ok, mình sẽ copy cái này ha. Bỏ qua bên này. Ok, nó khá là dài thì mình sẽ nhỏ lại là 14 thôi. Rồi bỏ Ctrl B, bỏ text đi. Rồi cho mình một cái tiêu đề ha. Tại vì nếu mà sử dụng cái chat GPT nhiều quá thì mình cũng không thích mấy. Ví dụ như bạn làm bên ChatGPT á là nó sẽ như thế này nè. Mình sẽ bày cho mấy bạn cái paragraph của nó là đâu rồi? Đây. Write me this paragraph. Đóng, đóng. Ông rồi ok bấm thì nó sẽ chạy ha. Đó thì mấy bạn tùy mấy bạn làm bên nào cũng được. Thì hiện tại là mình không có làm với lại ChatGPT nhiều đó, kiểu như vậy ha mấy bạn ha. Mình demo cho mấy bạn hiểu thôi. Thì cái này á là nó có
khá là nhiều cách. Ví dụ như là mấy bạn có thể bán và mấy cái relationship mấy bạn có thể làm với lại cái những cái offer bên tiếp thị liên kết với Clickbank hoặc là Amazon cũng được như vậy. Rất là ok. Đây mình sẽ có cái bài đây, nó kiểu như vậy ha mấy bạn ha. Nó viết cũng khá là ok, cũng cũng có thể giúp ích được. Rồi như vậy là xong xuôi ha, mình đã đi respin lại cái bài này rồi. Và rồi cái này của nữa thì mình chơi tiếp một cái tiêu đề ha, basis bin how many, rất là ok luôn mấy bạn ha. Rồi ok bỏ qua đây, đây là một cái title của nó là xong ha. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ upload lên ha. Thì hiện tại là cái tài khoản chính của mình nó bị suspend rồi. Mình được tới 80 mấy ngàn view và đăng ký vô membership rồi. Rồi để mình cho mấy bạn coi một tí xíu là mình kiếm tiền với lại Medium nó như thế nào nha. Medium.com, Google đi, để mình coi cho mấy bạn cho nó dễ. Ok. Rồi ok, mấy bạn bấm cho mình là how much Medium pay for writer trả tiền rất cao nha. Thì mấy anh em nào mà có làm nick này mình sẽ làm một cái video hướng dẫn, nếu mà mấy bạn thấy ok mấy bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ cho mấy bạn một cái hướng làm. Rất là ok luôn. Đây nè, Medium Writer trung bình trả từ 15 tới 30 đô cho 1.000 view. Đó, kiểu như vậy. Thì nó đang xét xét duyệt cho mình về công tình mình làm tới khoảng 2 tháng mấy, mình được 20 mấy ngàn view mà nó mình bị hai bài, có nghĩa là hai bài đó là bị một cái bên khác, bị một cái bên ở bên mình viết là về bên chủ đề phim á, bên review phim á, là về phân tích giống như cái kênh về phim á, nhưng mà mình làm bên nước ngoài, với lại mình làm về những cái chủ đề sách. Hai cái bài viết đó là mình đi mình lấy lại những cái nội dung, gọi là những cái nội dung, những cái đoạn trích đó mấy bạn. Đó thì nó track sau đó thì mình đang kháng thì mình không có lấy được, cho nên mình sẽ cho mấy bạn demo để mấy bạn hiểu. Nhưng mà những cái rebase này á, mấy bạn phải check lại, bạn phải dịch ra, mấy bạn check lại và mấy bạn có thể viết lại theo cái ý của mình. Và đây là cái phương pháp của Medium Master ở trên của một cái bà chị là kiếm tiền bên Medium, và mình học ở trên Gumroad bằng ebook của chị đó, và mình mua với giá là hình như là 27 đô. Và bà để hôm nào mình sẽ show cho mấy bạn xem như vậy. Rồi mấy bạn cứ vô cho mình, mấy bạn bấm cho mình là cái title như thế này, how to ok. Bây giờ đấy, mình qua mình ChatGPT làm hai cái luôn nha mấy bạn ha. Rewrite from me this time title. With highly and rất là ok ha. Mình sẽ chơi cái tiêu đề này đi. ChatGPT nó cũng hay lắm, nó có mấy cái hay, nhưng mà cái việc mà thụ động quá thì mình không thích. Mình thích cái não được hoạt động kiểu như vậy ha. Ok. Rồi. Này là xong, là in the work nữa kiểu như vậy. Đó thì mấy bạn làm thêm. Rồi. Cái trong Medium rất là hay một cái là mấy bạn có thể là chèn cái ảnh luôn, thì mình sẽ chèn vô trong này luôn ha. Có nghĩa là kitchen. Kit, bấm chữ kit. Đấy.
không biết nó có đúng chủ đề không đứa mà thôi cứ để cho nó ok một tí xíu ha. Đây hình này rồi, cái hình ở dưới á là hình như là cái gì ta, that and children ha, children xem nó có không. Ok, cái hình nó rất là ok luôn, như vậy rất tuyệt vời, rất tuyệt vời đó. Mấy bạn có thể đây ha, rồi ở đây ok, rồi mấy bạn bấm publish rồi, publish rồi. Rồi cái chỗ này ha, cái chỗ này là mình đang viết về cái chủ đề là Merrick ha, mà Maria marriage family đi, gia đình lớp ha, nó cũng liên quan đến lớp, home home cái gì nữa ta, tôi coi tôi kiếm một cái chủ đề liên quan tới gia đình nữa ha. Cái gì nữa ta, quên mất tiêu rồi, nhiều lắm mà không có nhớ. Mình sẽ marriage, hôn nhân, couple đi, couple wedding đi, đám cưới đi cũng được đấy, wedding không, quyết định thì nó không đúng mà. Chà chà, nhiều từ lắm mà không có nhớ những cái chủ đề nó liên quan. Kit ra, kit. À, không, không, my story, quên mất. Ok, my story, ok. Thì mình bấm publish. Và chắc chắn là mấy bạn sẽ không có bị, không có bị xét, xét duyệt nhiều. Chỉ, đây nè, ok ha, nó cho rồi đó. Chỉ trừ khi á, là những cái mà mình nghĩ bên bên Medium rất là thoáng là hai cái bài đó mình trích hai cái đoạn văn ở bên phim thì nó hơi nặng, nó tại vì mình dùng cái đó để mình phân tích, là đáng lẽ là mình phải chụp cái màn hình lại thôi và mình viết lại theo cái văn của mình thôi đó, thì có thể là kháng được, không vấn đề gì hết, cho nên là hôm nay là mình đã chia sẻ với mấy bạn vậy. Ok. À, cùng thêm một phần nữa là mình sẽ edit story ha, edit một tí xíu. Rồi mấy bạn bấm đây là cái chèn link affiliate vô, thì mấy bạn sẽ vô trong cái Amazon ha, Amazon bấm bấm cho mình như thế này, Merit ha, Merit như vậy. Ok. Hay mấy bạn chọn cho mình là customer review, merit book đi. À không, nó hiện phim, quên 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 quên. Cái này không phải là thứ mình cần rồi. Merit ok. Chọn lại một cái bộ lọc nữa cho nó dễ. Nó Audible đâu, Audible đâu rồi. Kindle Store Book, ok. À, ok. Rồi, ok. Bestseller, lấy cái này đi ha. Mấy bạn bấm vô trong này. Rồi mấy bạn sẽ gọi lại cái này. Rồi bỏ vô thôi. Read with me. Read with me. Tăng là xong. Hai chấm một cái. Rồi chọn cái chỗ này thôi. Bấm test. Bấm lưu cái link lại.
đông mất rồi. Nhiều khi là đó bị lỗi cái gì đó nha mấy bạn, nên là đâu mất tiêu cái này đây. Ok thôi cứ lấy đỡ cái này đi mấy bạn, bấm vô cái Amazon này ha, rồi mấy bạn bấm vô trong này và bấm, rồi mấy bạn có cái link kiểu như vậy ha, rồi mấy bạn bấm Ctrl Y một cái để cho nó ra một cái link như này, rồi Save and Publish là xong đó. Thì đối với kinh nghiệm của mình á, về bên Medium mấy bạn một ngày viết một bài thôi, và cái khi mà mấy bạn đã qua được hết những cái kiểm duyệt của Medium, thật ra cái này nó cũng bình thường thôi, tại vì một người mà viết văn không có thể nào mà viết một ngày 5-10 bài hết á, người ta chỉ viết theo cái nhận định của ta, có nghĩa là một bài một ngày. Sau một tháng mấy bạn có thể viết được một ngày một cho tới 3 bài, và sau tháng thứ ba mấy bạn có thể viết ngày 3 bài, ngày 5 bài, có ngày không ba bài này cũng được, để cho cái người kiểm duyệt họ biết bạn là một cái writer đang cống hiến ở trên Medium, và mấy bạn bắt đầu nhận tiền từ affiliate, có sale từ affiliate và cũng như là kiếm tiền trên Medium ha. Đó, kiểu như vậy. Ok mấy bạn, chúc mấy bạn một ngày tốt lành nhé.